Bonjour, xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã ủng hộ kênh mình trong thời gian đã qua. Mong mọi người hãy tiếp tục đăng ký kênh để đón nhận những cái video clip hay cũng như là có ý nghĩa để giải trí cho mọi người nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái combo chuẩn bị tướng Kirok. Kirok chúng ta sẽ lên một cái lượng như sau. Chúng ta sẽ lên một cái bản ngọc đầu tiên thì gắn bản ngọc đỏ thì chúng ta sẽ lên là tốc đánh 1.6%, tỷ lệ chí mạng 0.5%, 10 viên cho bản ngọc đỏ. Và để tiếp tục bản ngọc tím thì chúng ta sẽ lên tốc đánh cũng như là tốc chạy 10 viên. Và về phần bản ngọc lục chúng ta sẽ lên là công vật lý và xiên giáp cho mình nha. Đó chính là về phần bản ngọc cho vị tướng Kirok. Và về build đồ thì chúng ta sẽ chia làm hai cái phần, đó là phần đi lên. Phần đi lên chúng ta sẽ lên một cái kiếm Phoenix ở shop đầu tiên và để cũng như là nhận công vật lý tốc đánh cũng như là một cái lượng hút máu cho ở shop đầu tiên, và dây kim cương để cho các hiệu ứng đồ các kiểu gió phép. Và để thêm một cái lượng chí mạng công vật lý chúng ta sẽ lên thánh kiếm. Thì chúng ta khi mà lên được 3 món đồ rồi thì cũng không cần gì ngán solo với ai cả nha. Và cái món thứ tư chúng ta sẽ lên là vuốt hung tàn để nhận thêm tốc đánh cũng như là tỷ lệ chí mạng và tốc chạy. Và hai món cuối cùng mình sẽ dành cho cái lượng thủ để chịu một cái lượng chịu ST hồi máu, chúng ta sẽ lên giáp Rira và Vinh Chương Choi để nhận thêm giảm hồi chiêu cũng như là giả phép và mạng tối đa. Và về phần đi rừng thì chúng ta sẽ lên như sau. Chúng ta sẽ cầm trực chỉ và lên một cái cung bảo tố cho tốc đánh đi rừng. Và tiếp theo chúng ta sẽ lên một cái đôi giày du mục. Và cái shop thứ 3 chúng ta sẽ lên là kiếm Phoenix. Và cái shop thứ 4 các bạn có thể lên thanh kiếm hoặc là các bạn có thể lên rìu Hyura để đánh thường làm chậm. Và cũng tương tự hai số cuối mình sẽ lên là giáp Ria và Vinh Chương Choi. Và phù hiệu để combo cho cái build đồ hôm nay chúng ta sẽ lên phù hiệu Vượt Khổng Mang Tháp Quang Minh, phù hiệu trung tâm là Ma Tính. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã dành thời gian quý báu của mình theo dõi cái video clip của mình. Hẹn gặp mọi người trong những cái video clip sau. Và kính chúc mọi người video sức khỏe và thành công trong cuộc sống. See you.